Xin chào các bác nhé, em lên sóng phụ các bác tiếp với chiếc máy sưởi gốm Bùa Ẩm này. Đây là cái hàng đi về đẹp như mới luôn các bác ơi. Hàng đi qua cảng hàng không, bảo quản từng chiếc bọc rất cẩn thận. Hàng đấu giá bên Nhật. Cái hàng này bên Nhật vẫn còn đang dùng bày bán ở các siêu thị các bác ơi. Toàn đét cao nhé. Đây, cái máy sưởi gốm này nó không gây khô da, nó có bù ẩm, không gây kích ứng da, rất tiện lợi cho các bác làm ấm cả phòng hoặc làm ấm trực tiếp, làm ấm những nơi ngồi uống nước, ăn cơm hay là tắm với các thứ thoải mái luôn. Độ nóng của nó ra các bác yên tâm thoải mái về độ nóng nhé, có hai cấp độ nóng. Đấy. Như là máy lạnh treo tường luôn, chạy êm re như máy lạnh treo tường, dòng cao cấp các bác này, có cảm biến phát hiện người. Đấy. Kinh khủng luôn. Đấy. Có nano y khử khuẩn, có chế độ làm ấm theo cảm biến hai mức độ, có chế độ làm ấm theo kiểu tự do, bù ẩm. Hàng đẹp như mới, không cần phải hỏi về hình thức các bác nhá. Không cần phải test về hình thức luôn vì nó là như mới rồi. Đấy. Bình nước bù ẩm này các bác này, tất cả mọi thứ nó như mới. Nên là không cần phải bàn về hình thức bọn này. Đây ạ. Đây là hàng đấu giá cực đẹp luôn ạ. Đời 2019. Đấy. Như mới tinh luôn. Cảm biến phát hiện người, công nghệ hiện đại nhất của Pana. Ấm, độ ấm khoảng 70-80 độ C các bạn, thoải mái luôn, không bao giờ sợ trẻ em bị bỏng nhá. Đặt trong nhà cực hiện đại sang trọng, sưởi ấm mùa này khỏi nghĩ. Đấy. Giao diện dễ sử dụng, hai chế độ sưởi ấm tự do, sưởi ấm theo cảm biến, chế độ bù ẩm hai cấp độ, hẹn giờ bật, hẹn giờ tắt. Đấy. Tắt bật chế độ phát hiện người, tức là khi mà máy phát hiện không có người lâu trong phòng các bác thì nó sẽ tự động hoạt động theo chế độ không người để giảm thiểu điện năng nhé. Đây là con đời 2019, em có tổng là 5 con, 6 con, 7 con, sẽ không quay nhiều nữa mà bác các bác là mua thì hình thức đều như đẹp như nhau cả nhé. Đấy, hình thức đều đẹp như nhau cả, không có khác biệt gì về hình thức, cho nên là bác nào mua thì gửi những con này vô tư thoải mái luôn. Đấy ạ. Đặc biệt có một con đời 2021. Có duy nhất một con đời 2021. Con này em bán 4,2 triệu. Đấy, thực ra nó không khác gì những cái con này đâu các bác ơi. Nó chẳng qua là về theo lô thì nó đời cao hơn thôi. Chứ còn độ mới thì đều như nhau, con này 18 này. Đấy. Con này cũng 19 này. 17 này. Con này 19. Có mấy con 19. Đấy, con 18 và 17 thì em bán rẻ hơn 100. Thực ra nó không khác gì nhập theo lô về mà các bác. Con này đấy, 18 này còn sách vẫn còn dán đây này. Đấy, con 21 này nha các bác nha. Đây này, 4,2 triệu. Duy nhất một con 21. Còn đâu các bác cứ lấy cho em như con 18, 19, 17 này. Nó không khác gì 21 đâu. Đấy, em nói thật, hình thức đẹp như mới như nhau. Em quay một con chi tiết thôi để các bác nắm được. Chứ còn không quay nhiều, nó quay nhiều nó mất thời gian lắm. Rồi, chào các bác nhé. Con này 2019 em bán là 3,7 triệu nhé. Bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển, chưa biến nát. Chào các bác.